Thư Kiều Sơn Hiền kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Thị trường nông nghiệp hôm nay có gì biến động? Những mô hình sản xuất hiệu quả từ nông nghiệp xin gửi đến bà con tham khảo. Mời bà con cùng điểm qua với chúng tôi. Rằm tháng Giêng, hoa cúc Tiger cháy hàng, giá tăng gấp 5 lần trước Tết. Hậu Giang xuất khẩu ba đi Nhật Bản thông qua hợp tác xã Thạnh Lợi, cơ hội mới cho nông dân. Cà phê Tây Nguyên nức tiếng, tỉnh Lâm Đồng đang tái canh và ghép cải tạo hàng trăm ngàn hecta. Tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến sẽ tăng thêm 1/3 vào năm 2030, lên tới gần 200 triệu bao. Dự báo cà phê châu Phi lên ngôi, giới xanh cà phê tìm kiếm. Tỉnh Lâm Đồng nhiều vùng chuyển đổi cây trồng hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân. Kính thưa bà con và quý khán giả, sau Tết Nguyên Đán, nhà vườn chuẩn bị một lượng hoa cúc huệ để mà đón rằm tháng Giêng. Do ngày rằm tháng Giêng là ngày rằm lớn trong năm, nên nhu cầu hoa để mà phục vụ việc chưng và cúng đã tăng cao. Ghi nhận giá hoa cúc tại Đồng Tháp tăng gấp 4-5 lần ngày thường, cụ thể như sau. Người dân ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc cho biết, mấy ngày qua có nhiều thương lái đến tận vườn hỏi mua cúc Tiger với giá khá cao, 8.000 đồng một cây, cao hơn thời điểm trước Tết gần 2.000 đồng một cây. Riêng những vườn cúc đẹp có giá bán, có nơi lên đến 10.000 đồng một cây. Mặc dù giá bán khá cao, nhưng hiện tại nông dân không còn nhiều hoa để bán, bởi phần lớn diện tích đất bà con nông dân đã tận dụng để trồng hoa Tết. Hoa cúc dược liệu, còn gọi là cúc hoa, cùng tên gọi là cúc chi vàng, không dùng để cúng Phật mà dùng bông làm thuốc đông y hay trà hoa cúc rất tốt cho sức khỏe. Loại cúc dược liệu có dạng cây thân thảo, mép lá hình răng cưa, chiều cao trung bình từ 35 đến 45cm, có mùi thơm nhẹ. Cúc hoa vàng dược liệu được trồng từ tháng 8 âm lịch và thu hoạch vào cuối tháng 10 đến cuối tháng 12 âm lịch và có thể kéo dài đến hết tháng 1 năm sau. Chỉ trong 6 tháng trồng thâm canh cúc dược liệu, các nhà nông ở Hưng Yên, Hà Nội đã có thể lời 20 triệu đồng một công. Năm nay nhà vườn đang trúng mùa cúc dược liệu. Nguyên nhân trồng cúc năm nay đạt thu nhập cao chủ yếu do giá cúc hoa tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm lại rất dễ bán, không bị phân loại nhiều. Khẩn trương thu hái hoa khi các cành ngoài cùng trên bông cúc vừa chớm nở. Trồng cúc dược liệu chủ yếu tốn công chăm sóc và thu hoạch. Còn đầu tư giống, vốn và phân bón không đáng kể. Nét mới trong nghề trồng hoa cúc ở thôn Nghĩa Trai hiện nay là phần lớn các gia đình ở đây đã không còn sử dụng lưu huỳnh trong chế biến và bảo quản hoa cúc. Thay vào đó là sấy chế làm khô hoa cúc hoàn toàn bằng nhiệt, bảo quản sản phẩm trong các bao gói hút chân không. Sau đó, mọi sản phẩm cúc hoa xuất bán ra từ làng Nghĩa Trai đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp tăng thêm giá trị sản xuất từ 25 đến 40%. Giá cà phê tụt giảm chưa có dấu hiệu phục hồi khiến cho người trồng cà phê ở những vụ mùa gần đây không còn cảm nhận được vị ngọt ngào và hương thơm của đặc sản quê mình. Bà con Tây Nguyên bán cà phê trong khoảng từ 32.300 cho đến 33.000 đồng một ký. Với giá này thì nhà vườn sẽ lỗ vốn nếu như mà đầu tư mạnh tay trước đó. Cà phê cạnh tranh mạnh với nhiều nước xuất khẩu quan trọng trên thế giới như Brazil, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Uganda. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, chiếm diện tích lớn hơn cà phê chè, cà phê Arabica. Ở Brazil, cà phê dối được gọi với tên là Conilon. Để giữ vững thương hiệu, vị trí xuất khẩu cà phê Việt, dùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên được quy hoạch, tái canh, ghép cải tạo hàng trăm ngàn hecta nhằm phục hồi diện tích cà phê già cỗi, kém chất lượng, tạo ra những hạt cà phê sạch, an toàn. Đáng chú ý là chuyển một phần diện tích có điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp với cây cà phê vối, cà phê Robusta sang trồng cà phê chè Arabica, có giá trị kinh tế cao hơn, giảm dần diện tích cà phê, đặc biệt ở những vùng khó khăn về nước tưới để ổn định 600.000 hecta vào năm 2020. Đến nay, tổng diện tích cà phê tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh Tây Nguyên đạt 108.800 hecta và đạt gần 91% kế hoạch đến năm 2020 là 120.000 hecta. Tỉnh Lâm Đồng có diện tích trồng tái canh và ghép cải tạo cao nhất 54.000 hecta, tăng 18% so với kế hoạch đến năm 2020. Các địa phương khác đạt thấp hơn như Gia Lai 26.900 hecta, đạt 63% kế hoạch đến năm 2020. Đắk Nông 15.100 hecta, đạt 61%. Gia Lai 12.700 hecta, đạt 71%.
Những diện tích cà phê được tái canh, chủ yếu trồng bằng các giống mới, đã từng bước phát huy tiềm năng về năng suất và chất lượng cà phê nhân, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu. Nông dân thì không thể cầm cự giữ lấy cây cà phê khi giá cứ mãi ở mức thấp. Bà con lâm vào tình thế bỏ thì thương, dương thì tội. Thông tin mới nhất từ thị trường cà phê thế giới dành cho nhà vườn trồng cà phê tham khảo. Gần đây, nổi lên thị trường châu Phi trồng và sản xuất cà phê được nhiều nước ưa chuộng. Nước ta phải cạnh tranh với thị trường mới. Các chuyên gia đánh giá sản xuất cà phê châu Phi có thể tăng hơn 2 triệu bao mỗi năm trong vòng 5 năm tới do quá trình trồng trọt ở hầu hết các nước sản xuất cà phê như là Ethiopia, Uganda, Kenya, Rwanda đang tăng mạnh. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, châu Phi hiện chiếm gần 12% sản lượng cà phê toàn cầu và các loại hạt cà phê đặc sản châu Phi đang được những người sành cà phê đặc biệt tìm kiếm. Tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến sẽ tăng 1/3 vào năm 2030, lên tới gần 200 triệu bao do sự gia tăng dân số và tăng mức thu nhập. Nói về sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu, tỉnh Hậu Giang có con ba ba là đặc sản được ưa chuộng vì thịt ngon, có giá trị dinh dưỡng cao. Loài này trước không dễ nuôi vì vốn đầu tư cao, nhưng nay thì có không ít cơ sở nuôi thành công, thậm chí xuất sang Nhật, thị trường rất chọn lọc hàng thực phẩm. Đó là niềm vui của bà Trương Ánh Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Ba Ba Thành Lợi, xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A. Tết Nguyên đán năm 2019, Hợp tác xã chăn nuôi Ba Ba Thành Lợi xuất bán được gần 500 kg Ba Ba sang Nhật Bản với giá bán là 400.000 đồng một kg, loại Ba Ba loại nhất từ 1,5 kg một con, lời cao hơn so với bình thường là 60.000 đồng một kg. Đây là kết quả tốt đẹp mang lại cho việc nông dân biết theo đuổi ước mơ và hiểu được giá trị từ con vật mà mình gắn bó. Tuy nhiên, hợp tác xã chỉ xuất bán được thông qua trung gian tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa liên kết được với đối tác Nhật Bản. Bà Nguyệt còn cho biết thêm là chỉ trong 4 tháng cận Tết, hợp tác xã đã cung ứng cho thị trường trên 10 tấn ba ba các loại với giá bán từ 180.000 đến 320.000 đồng một ký, lợi nhuận thu về khoảng 500 triệu đồng. Hướng tới, hợp tác xã tăng cường quy mô, sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Bởi hiện nay, thị trường tiêu thụ của hợp tác xã không chỉ ở trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mà còn sang cả Nhật Bản và Trung Quốc. Ba ba ngày càng hút hàng, không đủ nguồn cung. Do nhu cầu thị trường ăn ba ba và cua đinh nhiều nên người nuôi rất an tâm đầu ra. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu ba ba đi nước ngoài, mặc dù chỉ qua trung gian chưa trực tiếp làm việc với đối tác, nhưng đã là một bước tiến khẳng định chất lượng của ba ba cua đinh Hậu Giang còn có thể vươn xa. Nhưng điều mà Sơn Hiền cũng như là Thư Kiều muốn khẳng định là sự thành công trong làm ăn kinh tế nông nghiệp thời buổi hội nhập quốc tế là phải xuất phát từ làm ăn tập thể thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác mới có thể tiêu thụ hàng với số lượng lớn và xuất khẩu được. Đặc biệt là nông sản làm ra phải sạch, quan tâm đến chất lượng nhiều hơn. Đó mới là kiểu sản xuất chân chính, xem sức khỏe của người tiêu dùng là trên hết. Thúc đẩy chuỗi liên kết giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ thì đầu tiên phải tập hợp người nông dân làm ăn tập thể. Lâm Đồng là tỉnh đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nên việc hướng nông dân vào hợp tác xã, tổ hợp tác là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị nông sản và hướng đến xuất khẩu. Từ các nguồn vốn khác nhau, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Trong đó những hỗ trợ phổ biến là đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, thị trường, đầu tư cơ sở hạ tầng. Đến nay, có nhiều mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, làm ăn có hiệu quả với quy mô lớn, hình thành mối liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho thành viên. Nhiều hợp tác xã đã tổ chức cung ứng dịch vụ đầu vào cho các thành viên thông qua việc liên kết trực tiếp với các công ty, doanh nghiệp cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Toàn tỉnh Lâm Đồng có 195 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 85 hợp tác xã so với năm 2015. Riêng đối với các tổ hợp tác, hiện trên địa bàn tỉnh có 270 tổ hợp tác với gần 6.600 tổ viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Các hợp tác xã, tổ hợp tác nói trên đã giúp cho bà con nông dân hợp tác giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ở nông thôn. Là một huyện nằm cạnh một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của cả nước là thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng có những lợi thế nhất định để xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao. Việc đầu tư nông nghiệp theo hướng hiện đại đã từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Từ năm 2010, thu nhập bình quân đầu người ở huyện chỉ đạt là 25 triệu đồng mỗi người một năm, thì bây giờ đã lên đến 67 triệu đồng mỗi người một năm. Cho đến nay, thì toàn huyện Đức Trọng có diện tích ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là 7.366 hectare,
Trong đó có những mô hình sản xuất hoa trong nhà kính đạt trên 2 tỷ đồng một hecta. Trong số diện tích này, có hơn 1.500 hecta đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong vùng dân tộc thiểu số. Đức Trọng là địa phương có 33,7% dân số là người dân tộc thiểu số, với 20 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong những năm qua, huyện đã tập trung xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, khuyến khích bà con thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu bằng khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng hệ thống tưới tự động, phủ màn polymer vào sản xuất rau hoa, góp phần giảm chi phí lao động và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn sản xuất thông thường 20-30%. Đà Lạt là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông dân chuyển đổi và chọn lựa cho mình mô hình hiệu quả nên có hộ thu nhập tăng gấp 10 lần so với trước kia. Trước kia tức là thời điểm bà con còn sản xuất nông nghiệp truyền thống, chưa sản xuất công nghệ cao, chưa chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Mời bà con đến với mô hình nhà nông Hứa Văn Tài ở phường 8 thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng để mà xem những cây cà chua ngọt, dưa leo baby, dưa pepino phát triển như thế nào. Đây là khu vườn rộng 4.000 m2 của nhà nông Hứa Văn Tài ở phường 8 thành phố Đà Lạt. Gắn bó lâu đời với nghề nông, bắt đầu từ những loại rau thông thường đến hoa cúc, và hiện tại người nông dân này đã hoàn chuyển qua các loại rau quả công nghệ cao, đòi hỏi mức đầu tư cũng như công chăm sóc hiện đại hơn so với trước kia. Trên diện tích 4.000 m2, ông chủ yếu canh tác các loại rau như các giống cà chua mới, cà chua ngọt, dưa leo baby, dưa pepino với đầu ra khá ổn định. Mình chuyển qua những cái cây như là dưa, cà, cà bíp và bicota và dưa baby này. Bước đầu tiên thì rất là gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như là kỹ thuật mình chưa đầy đủ thì mình trồng nó cũng bị thất thoát kinh tế cũng khá nhiều. Trồng một sào dưa leo như thế này với mức đầu tư gấp 10 lần so với trồng hoa cúc trước kia. Nhưng theo nhà nông này thì làm rau công nghệ cao, ít độc hại vì hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và thu nhập cũng cao hơn. Một sào dưa leo trồng sau khoảng 1 tháng là cho thu hoạch, thời gian kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Mỗi ngày vườn dưa leo này cho thu hoạch 1 tạ rưỡi dưa với giá bán là 13 đến 15 ngàn đồng một ký, thì mỗi tháng cũng cho thu nhập trung bình 30 triệu đồng. Về phân bón kỹ thuật thì coi như là nó phải theo cái yêu cầu tiêu chuẩn của Việt Gáp. Trước tiên là mình phải bỏ phân hữu cơ là phân chuồng, rồi sau đó là mình xử lý theo cái chương trình của Việt Gáp là thuốc sâu và phân nó không bị ô nhiễm. Mạnh dạn chuyển đổi để trồng các loại rau qua công nghệ cao, đến nay nhà nông Hứa Văn Tài đã tìm cho mình được hướng đi vững chắc để phát triển kinh tế gia đình. Trồng rau hoa công nghệ cao không những mang lại thu nhập ổn định mà còn hạn chế được tình trạng ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước do sử dụng quá nhiều nông dược trong quá trình canh tác hoa trước kia. Hy vọng những nỗ lực của người nông dân này sẽ đem về thành công cho gia đình ông trong nhiều năm tới. Một khi nông sản được nâng chất lượng thì người tiêu dùng sẽ an tâm tiêu dùng. Người nông dân yên tâm đầu ra như điển hình của ông Hứa Văn Tài đang là xu hướng sản xuất nông nghiệp hiện nay. Thông tin này cũng kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.